huấn luyện viên trưởng Bùi Thị Ngãi. Chị cảm thấy thế nào? À, vui không? Vui vẻ và 3-1 gặp lớp 3. Anh được chưa? Lớp 3 về được chưa? Học chung. 3 về được chưa? 3-1 được chưa? Hai rồi, chuẩn bị. Đội 3B đã chiến thắng. Đội sân nào? Vừa là đội sân nào? Sao đừng có nâng dây chứ. Cái thằng ở đường trước thì giống thằng đằng sau lại nâng lên. Bắt đội sân đi. Cứ bảo ra đây sân kéo không kéo này. Nãy em bảo kéo sân chưa lên kéo. Khổ thế đó. Nhiều người thì nhiều thầy quá. Chuyện gì nữa? Hai đội chuẩn bị. Rồi, 3-1 là chiến thắng. Hai lớp hòa một đều. Kéo lại để phân thắng thua. Nào kéo lại để phân thắng thua nào. Các bạn khán giả ơi, chúng ta hô to lên nhá. Hô mạnh lên nào, các bạn khán giả đâu. Được chưa? Được ba mê được chưa? Được ba mê được chưa? Hai rồi, chuẩn bị. Lớp 3-1 chiến thắng, lớp 3-B thua rồi. Đến người đi em ơi, không phải thường người đấy. Mời bên một thầy mời mà giám hiệu nhá. Anh nhận đúng người chưa?
10 người chưa? Bình tĩnh nào. Rồi, 4 là 2.
bắt đầu nào, về nhì nào, đối nào về nhì nào. Xét đối nào về nhì nào. Rồi, lớp 1 nào, 1 lớp 1 nào về nhì. Và lớp 1 về, là về thứ 3. Xin chúc mừng ba đời, xin chúc mừng ba đời. Và sau đây thầy giáo xin mời lớp 5 vào sân. Khối 5 vào sân nào. Khối 5 vào sân. Xin được chúc mừng lớp 452 đã chiến thắng môn cà kheo. Và sau đây xin mời khối 5 vào sân khấu. Giữa huấn luyện viên Cao Thu Hà và huấn luyện viên Phong Thìn. Phong Thìn và Cao Hà, huấn luyện viên xe sẵn của mình vào sân khấu đi. Thì lúc này Sơn ôm vào mình, phải đúng. Nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên. Vòng về. Đúng rồi. Trà ơi, cố lên. Bình tĩnh nào, bình tĩnh con, bình tĩnh nào. Bình tĩnh nào. Rồi. Tiếp theo nào, nhanh lên nào, nhanh lên. Nhanh lên. Bình tĩnh con, khám ngả đây. Bình tĩnh nào. Chạy rất là điều thế. Cố lên, các bạn khán giả của lớp 5 đâu, cố lên nào. Các bạn khán giả khối 5 nào, hô cố lên nào, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Các bạn hô to lên các bạn ơi, hô to lên nào, hô to lên, hô to lên nào. Rồi, lớp Cô Thìn đã chiến thắng trong phần thi ngày hôm nay. Xin được chúc mừng lớp Cô Thìn. Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào, bình tĩnh nào. Chậm thôi. Chậm thôi. Rồi, lớp 1A1 đã chiến thắng. Rồi, lớp 1B về nhì. Và lớp 1A2, cố lên con ơi, cố lên. Cố lên nào, cố lên. Rồi, chúc mừng cho ba lớp đã thi lần sau của mình. Và thầy giáo thông báo luôn, lớp 1A1 đã chiến thắng trong cuộc thi nhảy ba bố. Giải nhì thuộc về lớp 1B. Và giải ba thuộc về lớp 1A2. Xin chào mừng với cô Hằng. Và sau đây xin mời khối 2 vào sân khấu nào. Khối 2 có 4 đội. Lớp 1A1 nhất. Bạn học cố lên nào, cố lên. Hô to lên các bạn.
khẩn trương nào. Khẩn trương nào, nhanh lên nào, nhanh lên, nhanh lên nào, cố gắng lên, cố gắng lên. Gần về đích rồi, gần về đích rồi. Cố lên, cố lên. Anh ơi, nhạc, nhạc, nhạc. Hết rồi, lớp 2B hết rồi. Rồi. Xin được chúc mừng lớp 2A3 đã chiến thắng trong ngày hôm nay. Lớp 2B về nhì. Lớp 2A1 về 3. Và lớp 2A2 là thứ 4. Các bạn khán giả một tay to lên nào, thì mình đi về hát nào. Hãy to lên nào.